Theo tin từ Tổng cục Du lịch, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google tăng trưởng ở mức 10 đến 25% trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6, xếp vị trí thứ 7 trên thế giới. Theo đó, top 10 điểm đến tăng trưởng cao nhất trên thế giới bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Croatia, Ấn Độ, Italy, Tây Ban Nha, Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản và Anh. Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào nhóm này. Các địa phương của Việt Nam nhận được lượng tìm kiếm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và Hội An. Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam thời điểm này đã tăng gấp 3-4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm nước ta vừa mở cửa du lịch. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu đi du lịch tại Việt Nam.